Xin chào các bạn nhé. Các bạn cùng ngắm cái giò phi điệp đang được ghép vào một cái lu cái lọ. Các bạn quan sát xem trông có đẹp không? Cây phát triển rất tốt. Thì hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn, muốn chia sẻ với các bạn là về một cái phong cách ghép phong lan thuộc gọi là tận dụng những vật dụng mà đã bị lãng quên từ nhiều năm nay để tạo thành một cái tác phẩm ghép phong lan rất ấn tượng, tạo một cái phong cách rất đẹp. Các bạn xem sự phát triển của cây lan khi được ghép vào cái những cây lu mà được đi nhặt ở các góc vườn, góc bếp mà không dùng đến, tạo thành một cái tác phẩm rất là ấn tượng như này. Đấy, các bạn nhìn này, độ phát triển của cây rất tốt. Thế thì nảy sinh ra cái ý tưởng những cái lu cái lọ này, đầu tiên thì nó cũng là xuất phát từ cái việc mà đi tìm cái giá thể, tìm cái vật liệu, tìm những cái để mà ta ghép lan. Thì chúng ta đều biết là khi mà lan ấy thì ta có thể ghép vào rất là nhiều các vật dụng. Thường thấy thì chúng ta thấy ghép vào những cái chậu gốm. Sau này thì có những chậu nhựa. Rồi chậu giả gỗ, rồi chậu nan. Thế rồi ghép vào những gỗ lũa, cục gỗ lũa. Thì nó rất là đa dạng. Thế thì cái lu cái chậu là cái lu này ấy, cái lọ này ấy, thì nó cũng là một cái đồ gốm. Đấy. Gọi là nó còn thêm chữ cổ nữa, tại vì nó có từ lâu đời, cái nào mà có toàn có niên hạn cỡ khoảng vài chục năm chứ về đây đấy. Đấy, cũng gọi là cổ rồi đấy. Nhưng mà quan trọng là nó tạo được một cái phong cách, một cái điểm nhấn ấn tượng đấy, khi mà vào một vườn lan đấy, thì ta thấy là khi mà cây lan nó phát triển tốt đấy, những cái thân tơ này nó sẽ dài ra và nó sẽ có chiều hướng hướng là cong xuống, thòng xuống đấy. Thì khi ở cái miệng chậu miệng lu này ấy, nó thả xuống thì nhìn nó như một cái suối, nhìn rất là đẹp. Phải nói là nhìn rất là thích mắt. Những thân lan phi điệp dài hàng mét được tuôn từ những cái miệng lu, miệng lọ, nhìn rất là hấp dẫn. Thế thì trước tôi một thời gian là tôi cũng tự nghĩ ra cái ghép lan vào lu lọ có khi lại đẹp, nên tôi đi sưu tầm vào trong xóm trong làng, cái nhìn nhà ai mà tôi thấy ở góc vườn hay là để lung tung những cái lu cái lọ mà nó như thế này đấy, xong rồi nó cái thì sứt miệng, cái thì vỡ miệng họ bỏ. Hoặc là những cái năm trước ấy thì họ còn dùng, nên sau này thì hiện đại hóa lên thì có nhiều cái vật dụng đựng nó tiện lợi hơn, thì người ta không dùng những cái loại đồ gốm này nữa đấy, người ta bỏ thì tôi nhặt về. Nhặt về thì sau đó ta đi đi mua cái đầu khoan kính, gọi là để khoan kính ấy. Đấy, mua về sau đó lắp một máy mài máy máy tay ấy, máy khoan tay ấy,
rồi ta ngồi ta chế tác tạo thành những cái lọ lu có những cái lỗ như thế này. Đấy, thì khi mà thao tác để làm cái lu cái lọ này có những cái lỗ ấy, thì ta dùng khoan và khoan nhẹ nhàng từ từ vào những cái lu này tạo thành cái lỗ có đường kính khoảng 2 cm, tạo thành những cái lỗ này để thứ nhất là tạo cái thông thoáng này, hai nữa là để cái, ta ghim ta buộc những cái cây lan mà ta muốn ghép vào cái lu này. Thì cái khoảng cách khoan đấy, lỗ này đấy, làm sao cho nó tròn, tránh làm sao là nó bị vỡ ấy. Nhiều cái nếu mà không may không cẩn thận là ta sẽ bị làm vỡ cái lù đấy. Thế khi ta ghép vào thì ta cứ áp sát những cây lan của mình, ta ghép vào vào cái lù và cái rễ nó sẽ bám vào xung quanh lù, nhìn đấy rất là đẹp các bạn nhìn này. Đây cây mới ghép được được hơn năm. Đấy, các bạn cứ tưởng tượng là nó khoảng 4-5 năm, thân dài cỡ khoảng 4-50 phân, 5-60 phân ấy. Thì cái giò quế này của tôi thì tuyệt vời luôn. Đấy, cái ưu điểm của cái lu này ấy, là cái, về cái phong cách không nói, nhưng mà về cái độ bền thì nó như cái, một cái chậu gốm, có thể gọi là bền vĩnh cửu luôn, trừ trường hợp là chúng ta chẳng may đánh rơi, chứ còn không thì vĩnh cửu. Nên cố gắng là những khi những cái treo, cái đồ treo ta không nên lấy sắt mà ta lấy những cái dây nhôm to ấy. Cái dây nhôm mà ngày xưa các vị làm uốn cây cảnh đấy, dây nhôm thật to và ta tạo cái móc treo. Thì tạo cái móc treo này để khi mà mắc thì không bao giờ nó bị mục, không bị han ấy, sắt thì nó han, thế còn cái nhôm này nó sẽ không bao giờ han. Và ta treo lên cùng với cái lù này nữa thì là một thành một cái tác phẩm để muôn đời, trừ trường hợp đánh rơi thôi. Đây các bạn nhìn này, đấy. Cây phi điệp cũng rất tốt, mà đây những cây tam bảo sắc đây ghép vào đây lá cũng rất là khỏe, cây rất là khỏe. Đấy, nó thưa thưa này nhưng mà bộ khoảng vài năm nữa mà nó tạo thành những cái thân này nó dài 5-60 phân thì các bạn cảm thấy thế nào? Tuyệt chứ. Đấy, hôm nay thì tranh thủ tôi cũng chia sẻ một cách ghép lan cho các bạn xem nhá.